Mỗi ngày trôi qua, sự hối hả, bí bức của cuộc sống thường nhật trở thành nguồn động lực, hối thúc chúng ta trở về với gia đình của mình. Và có một nơi để bạn đặt trọn niềm tin, chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương, hạnh phúc, nơi bạn gọi là tổ ấm, nơi tái sinh năng lượng cho một ngày mai tươi sáng hơn. Đó chính là BID Residence.